phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Tháng 11 về, ánh nắng dần bớt thanh hao, cơn gió kéo theo những hơi lạnh khe khẽ đầu mùa, như nhắc với tất cả các thế hệ học trò về một mùa tri ân tới các thầy cô giáo. Thưa quý vị, dân tộc Việt Nam có truyền thống tôn sư trọng đạo, nhất tự vi sư, bán tự vi sư, là câu nói khắc cốt ghi tâm của tất cả các thế hệ học sinh. Truyền thống tốt đẹp đó vẫn luôn được nhân dân ta kế thừa và phát huy. Người thầy luôn được mọi người tin yêu, kính trọng. Sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã khẳng định rằng nghề dạy giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, và các thầy giáo, cô giáo chính là những người anh hùng vô danh trong sự nghiệp chồng người. Nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, các thầy cô và học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ gửi đến quý vị những lời ca tiếng hát trong chương trình văn nghệ đặc sắc hôm nay. Tiếp theo chương trình văn nghệ hôm nay đó là tiết mục múa Hồi học sinh do tập thể lớp 64 trình diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thời học sinh, la 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 la.
Thời học sinh.